Xin chào quý vị, chào mừng quý vị lại quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Và hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho cô chú anh chị mẫu xe Hyundai Santa Fe được sản xuất vào năm 2020. Xe này là phiên bản premium á cô chú anh chị, đã lăn bánh được 17.000 cây, mang biển số tỉnh, trang bị động cơ xăng 2.4 kết hợp với lại hệ thống vận động là hai cầu nha anh chị. AWD on wheel chắc, rất là thông minh. Chiếc xe 2020 mà 3.100 cây á, là Học đã làm xong xuôi hết rồi. Ngày mai Học đi chết hãng và giao cho khách. Còn chiếc xe Mazda 3 này cũng vậy luôn nha anh chị. Ngày mai Học giao Innova 2020, Học cũng đã bán rồi. Học bán và hồi sáng nay nữa là Học giao chiếc xe Xpander rồi anh chị. Thì tiếp tục Học sẽ mời anh chị cùng đánh giá qua cái sản phẩm Santa Fe này. Đây là một chiếc xe mà đã được anh em Học cũng như là kiểm tra qua những hạng mục, như là 176 hạng mục này, kiểm tra đâm đụng ngập nước này, cũng có thể là khuyến khích anh chị đến chính hãng để chúng ta check về động cơ nè, hộp số nè, coi có tháo rã hay chưa. Nếu như mà động cơ hộp số mình tháo rã hoặc là bị ngập nước này anh chị đó, hoặc là xe đâm đụng là mình đã bị bác đi chế độ bảo hành, tức nghĩa là bị từ chối bảo hành nha anh chị. Xe này thì còn bảo hành tới tháng 9 năm 2020, chiếc xe mà 3.000 cây thì bảo hành tháng 8 2020 anh chị đó. Chiếc xe rất là đẹp nha anh chị. Với mức giá thì hiện tại Santa Fe á, vào thời điểm hiện tại thì anh chị mua mình tiết kiệm khá là nhiều. Sản phẩm này nếu mà trước Tết là bán khoảng hơn 1 tỷ mốt, còn hôm nay bên Học chỉ bán có 990 triệu thôi anh chị. Rồi sau đây Học sẽ mời anh chị đi kiểm tra qua như là ngoại thất, nội thất của xe nè. Xe này thì 2020 thì anh chị nhìn mọi chi tiết thì nó không khác gì chiếc xe mới cả anh chị. Đó, cụm đèn pha đã được dời xuống phần dưới của ba đờ sóc nè. Và cái thiết kế này thì theo như Học cảm giác là khách hàng thích hơn cái mẫu mới nhất nha anh chị. Đó. Học không có dám nói là chiếc xe này đẹp hơn xe 2023 giờ đâu, nhưng mà có nhiều anh chị nói là cái form này của Santa Fe là đẹp nhất từ trước tới nay. Còn đây là cái phần nước sơn của cabo nè. Cabo nước sơn zin nha anh chị. Đó, những cái đường dập nổi nè. Anh chị qua những cái ánh đèn mà nó dạ xuống thì anh chị đã đánh giá được cái chất xe nó như thế nào rồi. Xe 2020 mà mới đi có 17.000 cây thì nó cũng như là chiếc xe mới thôi anh chị ạ. Hầu như là mới vừa rô đai thôi, chứ không có 1% nào mà nó bị mài mòn chi tiết đâu đâu anh chị. Đó, cụm đèn pha nè, anh chị nhìn thấy không, mới tinh tình tinh. Đó, đèn gầm cũng là đèn gầm LED anh chị. Xe này thì được trang bị 4 con cảm biến. Mặt ga lăng thì mình sẽ có sơn tĩnh điện nè, với lại ốp mạ rơm. Nhưng mà cái kiểu này là cái kiểu mới bây giờ anh chị. Cái mạ rơm này là nó màu đen khói á. Mình nhìn nó rất là đẹp, sang trọng và khỏe khoắn anh chị ha. Xe này thì mình cũng được trang bị 4 cái vỏ zin theo xe, mới đi có 16.000, 17.000 thì nó phải còn nguyên rồi. Mâm thì là phay xước theo dạng vi tiêu, thiết kế là R19 nha anh chị. Còn ở đây là cái phần phanh heo này, má phanh phía trước má phanh phía trước, anh chị nhìn cái con phần heo này, đó, còn mới nguyên anh chị. Và cái đĩa này, 17.000 cây nha anh chị. Và xe này thì khi mà anh chị đến xem xe, có thể là mình coi xong mình tiến hành mình cọc rồi Học cùng với anh chị đi ra đến đại lý chính hãng để chúng ta check, đặc biệt là những cái đại lý chính hãng mà anh chị có người quen ở trong đó đó. Anh chị đến lựa chọn những cái đại lý chính hãng, mà đặc biệt là những cái đại lý chính hãng mà mình quen biết, hơn nữa là mà có người quen thì nó sẽ phục vụ cho mình nhanh hơn nha anh chị. Đó, nước sơn cửa nè. Cái gương này nữa, chúng ta sẽ có sấy gương và thêm cái nữa là cảnh báo điểm mù nè. Cảnh báo điểm mù tích hợp đèn xi nhan trên gương. Xe thì tay nắm cửa, có chén cửa nè. Tay nắm cửa vừa mạ rơm và là có nút bấm nha anh chị. Đó, nẹp chân kính nè. Đó, sẵn tiện đây Học mời anh chị vô xem cái phần nội thất của xe. Đó, keo chỉ xe nè. Nói chung phần này là Học sẽ bao với anh chị rồi. Đó, chị nhìn nè. Mới tinh tình tinh nha anh chị. Dấu son ở đây. Đây, cái dấu son khá là đẹp. Xe mình có cái lốc trẻ em phía trước nè, và gương gập điện chỉnh điện. Sẽ có hai cái vị trí nhớ ghế. Phần tuppy cửa này chúng ta sẽ có một cái giả gỗ ở đây, rất là đẹp sang trọng nha anh chị. Đây, tổng thể cái cửa nè. Cái phần loa nó thiết kế theo cái dạng 5D, mình nhìn rất là thích mắt nha anh chị. Đó. Những cái chiếc xe hàng thì lúc nào cũng là biết cách chiều chuộng khách hàng. Ghế thì thiết kế cái dạng 5D. Ghế này là ghế da zin theo xe 100% nha anh chị. Chưa sơn, chưa có thay thế bất kỳ miếng nào. Chiếc xe này mình là một chiếc xe đi lướt nên là anh chị khỏi phải bàn rồi.
Ghế thì chúng ta điều chỉnh bao gồm 10 hướng, 14 hướng này anh chị. Nè, anh chị nhìn thấy không? Cái này nó vô ra nè. Bơm lưng nè. Đó, bật ghế, trượt ghế, nâng ghế nè. Hạ ghế nè, đó. Xe rất đẹp anh chị. 970 triệu nha anh chị. Xe này chỉ có 970 triệu thôi, rẻ hơn chiếc xe 3.020 triệu. Đối với anh chị nào mà ở tỉnh á, mà mình có tài chính chỉ cỡ 970 không có hơn được nữa thì anh chị mua chiếc xe này. Chiếc xe này vào lúc mua anh chị nó hơn 1 tỷ rưỡi á, còn bây giờ là chỉ còn có 970 triệu thôi. Hôm nay nó rẻ là do cái xe mới á, bây giờ nó hết hot rồi. Xe mới bây giờ là anh chị mua được tặng hình như là chương trình khuyến mãi cũng mấy chục triệu á, 40-50 gì đó anh chị. Còn cái lúc thời điểm mà khách hàng học mua chiếc xe này nè thì nó lại rơi vào trường hợp gọi là thêm lạc á, nói chung là cộng thêm tiền. Còn đây là cái km này. Xe này trang bị động cơ xăng 2.4 chạy rất là mượt anh chị. Động cơ xăng nó bền với lại nó bốc hơn. Đây, 17.681 cây nè. Đây. Ở đây mình cũng còn cơ hội bốc tem nè, chưa có bốc tem nè. Hai vùng lạnh độc lập anh chị. Đó. Mình cứ bấm cái nút này là đều, còn mình muốn chỉnh thì mình chỉnh cái này riêng. Đây. Đó, quạt điều hòa nè, có sưởi ghế, có sạc không dây nữa nè. Những cái chi tiết trên xe nó hầu như còn nguyên bản hết cô chú anh chị. Xe mình được trang bị thêm cái phanh tay điện tử nè, cái remote hỗ trợ đổ đều, auto hold, cái wheel này là chỉ là cái wheel của phía sau thôi nha anh chị. Màn hình thì chúng ta sẽ tích hợp được cái bản đồ dẫn đường, Android Auto, Apple CarPlay. Gương thì là gương chống tối, chống chói tự động nha anh chị. Những cái đèn đọc sách ở trên đây nó làm cái thiết kế rất là đẹp ha. Đó, để học mở cái sunroof. Xe mình thì bản full thì mình sẽ có cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh nè anh chị. Đó, panorama toàn cảnh nha. Nãy giờ học quay cái này mà đúng ra học phải mở sớm để cho nó có đủ ánh sáng, học quay nó đẹp hơn. Nhiều khi quay cái clip nè, học cũng có nhiều điều sai sót, mong là có gì anh chị góp ý thêm để cho học quay cái clip nó được chân thật hơn, nó quay nó rõ ràng hơn, đẹp hơn. Có mở cốp, lốc khóa cầu, khóa vi sai nè anh chị. Xe này nó có cái hệ thống all wheel track, nó chạy nó sẽ phân bố lực bánh trước và bánh sau nó tự động, có thể là ở trước 70, ở sau 30 hoặc là ở trước 30, sau 70 anh chị. Nó sẽ nó đều là auto hết. Nên là mình sẽ có một cái chiếc xe đi nó rất là mượt, đó, nó bền và nó mượt, nó tiết kiệm nhiên liệu, nó làm êm, đó, nó tự động hết nha anh chị. Đó, ghế nè. Chị thấy không? Rất là đẹp. Mọi chi tiết ở đây còn mới nguyên. Đó. Ở trên trần thì mình sẽ có hai cái đèn cặp hông nè. Ở hàng ghế thứ hai mình cũng có hai cửa gió, ở phía sau mình cũng có luôn nha anh chị. Ở phía sau anh chị cũng có hai cái cửa gió và mình điều chỉnh được luôn. Mới nguyên à. Cái ghế phía bên tài này nè là anh chị ngồi phía sau, mình có thể chỉnh nó giống như Camry, mình đẩy cái ghế hết phía trước để cho chúng ta được ngã ra nằm ở cái ghế cửa hàng ghế thứ hai này nè, nó rất là hay luôn á anh chị. Đó. 970 triệu nha anh chị. Santa Fe rẻ nhất từ xưa tới giờ, Santa Fe 2020 cái mẫu này nè. Nó giống như Camry đó, rớt đều hết. Tại linh kiện nhiều chi tiết nó giống nhau nha anh chị, do thị trường cung cấp linh kiện toàn cầu á. Ở đây cái bệ bước chân nó bị chạy xíu nè. Mà cái bệ bước chân này á là nó không có theo xe á anh chị, được lắp thêm. Cái này là được lắp thêm, nó bị chạy xước đen xíu á. Học cũng không có xử lý được. Tại cái này nó bằng nhôm mà nó sơn bạc lên á. Đó, cái này anh chị về là mình tháo ra bỏ luôn, hoặc là anh chị để nguyên vậy nha. Cái bệ bước chân này nó cũng khoảng một bên nữa, hồng nhãn khoảng 4 triệu á, còn mình mua hai bên khoảng 7-8 triệu. Mâm là mâm zin theo xe chưa sơn nè anh chị, thường là cái dấu son này chưa ra, vỏ này chưa lủng, chưa ra, còn khá là đẹp. Vỏ zin theo xe được sản xuất vào tuần thứ 14 năm 2020 này. Cái phía sau chúng ta cũng sử dụng là cái phanh đĩa. Đó. Và cái chiếc xe Santa Fe này nó có một cái hay là sử dụng hệ thống treo độc lập á anh chị. Đây anh chị nhìn nè, thấy hai cánh gà. Và cái vỏ xe cua này chưa chạm nè. Đó, hệ thống treo độc lập á, thì cô chú anh chị sẽ được một cái chiếc xe nó đi đầm hơn, như là hơn chiếc Fortuner nha anh chị. Đó, hệ thống treo phụ thuộc á, nó sẽ chịu tải tốt hơn. Nhưng mà hệ thống treo độc lập nó sẽ là
hấp thu gia lập tốt hơn, nó không chịu tải bằng thôi, nhưng mà đi thì nó sẽ êm hơn, nó không có sàn lắc giống như hệ thống treo phụ thuộc anh chị. Dạ, còn đây là cái phần đuôi xe nè, để học ra phía trước, nãy giờ quên mở đèn nữa, để học mở đèn học cho anh chị coi cái đèn xe nó khá là đẹp, đẹp lắm. Nó thiết kế cái kiểu 3D á, nhìn có chiều sâu á anh chị, mình nhìn giống như là nó đi sâu vào trong á, rất là đẹp. Bản premium là cao cấp nhất của Santa Fe rồi nha anh chị. Này, biển số tỉnh 61 80967. Đó, premium thì chúng ta sẽ có cấp điện. Cấp điện này khi mà anh chị đóng xuống, nó ví dụ như nó đụng vào vai mình lo nói chuyện, nó sẽ tự động ô tô nó sẽ nhả lên lại nha anh chị. Đó, cấp điện rồi. Cốp chưa ra. Đó, xe này thì học bên học cấp giấy chứng nhận cho anh chị. Động cơ hộp số nguyên thủy, không nằm đụng, không ngập nước. Đó, khuyến khích anh chị check hãng nha. Đó, theo chỉ còn nguyên bản hết. Khá là đẹp. Chiếc xe này học có một cái thích riêng nữa là khi mà anh chị gặp cái ghế này xuống. Đó, khi mà mình gặp cái ghế này xuống này anh chị. Ha, thì anh chị gặp thêm cái ghế bên đây nữa, ấn một nút là nó tự gặp nè. Thì chúng ta sẽ có một cái đây học đúng không? Đó, tự gặp ha. Chúng ta sẽ có một cái giường. Cái giường nằm ở đây anh chị. Đây nè, khi mà anh chị đi ra ngoài máy biển á, đi du lịch đó, anh chị có một cái giường ở đây rất là rộng cho trẻ con đó nè. Ví dụ như mình có tấm thảm, người lớn mình cũng nằm được. Nằm được 3 người luôn, nữa người hai chặt, thoải mái nhất là 2 người anh chị cũng có thể nằm nghỉ ngơi ở đây. Quay cái đít xe ra ngoài máy biển. À, để hóng gió mình nằm ở đây mình nghỉ rất là sung sướng. Đây, ở đây là cái vị trí chỉnh gió điều hòa nè của cái hàng ghế thứ ba đó anh chị. Xe thì sử dụng trần da lộn màu đen anh chị ạ. Hai cửa gió hai bên nè. Khá là đẹp. Form dáng của cái chiếc Santa Fe này mình nhìn nó rất là sang trọng đẳng cấp anh chị ha. Bề thế lắm, cao rộng, to, dài. Ở đây là cái phần ống xả nè, chị nhìn xe đi mười mấy ngàn, cái phần ống xả nó còn khá là mới nè. Vỏ xe cũng là zin theo xe hết nha anh chị. Và cái vỏ xe đi 16 ngàn nó phải còn như vậy mới đúng. Chiếc xe này anh chị, nếu mà anh chị tua cái km này là mình bị bắt bảo hành này nha anh chị. Mình sẽ bị từ chối bảo hành. Đó, hệ thống điện, nói chung là chỉ có 4 cái vỏ là không bảo hành nè. Trừ khi mà nó tự nhiên nó phù thôi là mình mới được bảo hành. Ví dụ như còn trường hợp mình đi đinh đâm á, hoặc là vỏ rách đó là nó sẽ không bảo hành nha. Bị đá chém rồi là không bảo hành nha anh chị. Đó, bình đắc quy với lại vỏ xe gạt mưa là sẽ không bảo hành. Còn tất cả mọi chi tiết như hệ thống điện là bảo hành hết. Động cơ, hộp số, những chi tiết quay. Đó, với lại xe này đi 16 ngàn thì anh chị biết rồi. Với lại xe Honda, Hyundai, Kia, Mazda đầu hiện tại họ làm chiếc xe ra cũng chất lượng sản phẩm cũng rất là tốt. Học tin rằng là những cái quý khách hàng của học á, thì hầu như ít nhất cũng đã sử dụng, đa số ví dụ như 30% hoặc là 40% cũng đã sử dụng qua những chiếc xe này rồi. Đó, ngày xưa là Toyota là số 1, còn bây giờ là hãng nào họ cũng làm marketing tốt, với lại cái sản phẩm của họ tốt anh chị, nên là có thể người ta, anh chị đi Hyundai rồi cũng quay lại Hyundai, không có ngại ngùng gì hết á. Cho nó không có còn giống như ngày xưa. Ngày xưa Hyundai vào 2006 hay là 7 có cuộc cách mạng làm lên nhiều cái giá xe nó rất là tốt, nhưng mà xe nó phải bền. Đó, đây nẹp cửa nè anh chị, đẹp tuyệt vời anh chị nha. Cái thiết kế ghế 5D này. Ở đây học quay được cái thuận cái ánh sáng này, nên là anh chị nhìn rõ được cái những cái chi tiết của xe. Trong đây nó cũng làm cái thiết kế cái dạng 3D, mặc dù ở trong đây là trong cái hốc tối nè. Đó thì vào thời điểm 2006 hay là 7 mình nghĩ là xe Hyundai này nó về, xe Hyundai này nó về không biết nó làm được gì không. Hyundai với Kia này giờ họ bán tốt kinh khủng luôn anh chị. Giống như có thời điểm Accent nó bán nhiều hơn Vios luôn. Họ làm rất là tốt. Form dáng xe anh chị nhìn này, nhìn kỹ lại lần nữa nha anh chị. Rất là đẹp luôn, để học mở capo để cho anh chị xem. Chỉ có 970 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đó, xe này anh chị nào khác tỉnh học sẽ hỗ trợ rút gốc. Hấp lưng bao nhiêu. Mấy đứa, mấy bạn nhân viên học quay cái hay bỏ hấp lưng trên xe.
Rồi, đây là cái khoang khoang động cơ của xe này. Anh chị. Mới tinh tinh tinh. Nước sơn carbon là nước sơn zin, carbon này chưa sơn lại nha anh chị. Là keo dĩ chắc chắn là nó còn zin nè. Học vệ sinh là vệ sinh từ trong ra ngoài nha anh chị. Vệ sinh rất là đẹp. Đó, anh chị nhìn những cái dấu son ở đây nè. Dấu son chưa ra nè, lốp nhựa của cái xương ngang á. Cái xương ngang của xe, cái xe Hyundai này nó làm bằng nhựa nha anh chị. Làm rất là dày. Bằng nhựa nhưng mà họ làm cũng rất là dày, rất là chắc chắn. Đây cũng khá là nhiều dấu son. Cái động cơ với cái hộp số này thì anh chị khỏi phải bàn, khỏi phải lo. Vì đây là một chiếc xe lướt mới chạy có 17.000 cây. Và mình cũng nằm trong cái dạng còn được bảo hành nên là anh chị yên tâm. Cái động cơ này nha anh chị. Đó, chưa có bất kỳ con ốc nào mà chạm vào hết. Anh chị nhìn thấy dấu son. Đó. Chỉ cần có dấu tháo rã nè, hoặc là xe tai nạn, xe đâm đụng, hoặc là chiếc xe nó ngập nước thì mình sẽ bị từ chối bảo hành những cái như là học nói nha anh chị. Nên là anh chị khi mà mua xe ở ô tô Sài Gòn á, là chất lượng là uy tín hàng đầu nhất nha anh chị. Nên là anh chị yên tâm. Đó. Dạ rồi, học sinh chia sẻ lại chiếc xe này. Santa Fe 2020, chiếc xe này còn bảo hành chính hãng toàn quốc đến tới tháng 9 năm 2023 nha anh chị. Đó, và đây là chiếc xe 7 chỗ gầm cao, 2 cầu, máy xăng. Phiên bản cao nhất của Santa Fe anh chị. Học đang bán là 790 triệu. Dạ. Còn chiếc xe này là học bán rồi nè anh chị. Bán rồi, anh em đang qua cả số khung số máy chuẩn bị ngày mai bàn giao cho khách. Đó. Xe rất là đẹp, xe này nước sơn zin 100%. Còn đây là chiếc xe Mazda 3 2017, 4 cái vỏ nguyên zin chưa sơn, vỏ xe cua chưa giảm, chạy 12.000 cây anh chị. 2017 mà chạy 12.000 cây, anh chị nhìn cái xe nè. Đâu có khác gì xe mới đâu. Còn chiếc phía trong là chiếc 2020. Chiếc xe biển 71001-22 á, xe đó học cũng có quay đánh giá chi tiết rồi. Chạy 23.000 học bán rồi. Tại học còn chiếc Vios, Vios G 2020. Xe này thì chạy được 48.000 cây. Cũng còn bảo hành luôn nha anh chị. Đó, còn bảo hành, đã được chủ trước nâng cấp lên đèn LED. Ở camera hành trình đầu Android. Bản G thì chúng ta có ghế da. Đó. Có ga tự động 4 cảm biến gốc, xe này học đang bán là 485 triệu. Còn chiếc xe này là chiếc xe 2020 phiên bản G, có B-Roadster nè, đèn chào mừng, ốp mạ rơm trên kính là zin theo xe, nẹp chân kính là tay nắm cửa mạ rơm, xe đã được chủ xe lên là ghế da, rồi phim cách nhiệt, vô lăng thì ốp gỗ bọc da, hộp số tự động 6 cấp, động cơ 2.0, một cầu, máy xăng nha anh chị, 2.0, xe này học bán là 795 triệu. Xe này thì nước sơn zin còn 100% luôn nha anh chị. Nó có chạy xước cái cản này dăm dăm xíu à. Đây. Nên là học giữ lại luôn, khi mà anh chị mua, anh chị muốn yêu cầu học sơn lại học cũng sơn lại nha. Nhưng mà cơ bản là học để nguyên vậy. Đây này, cái dấu này. Cái gãy góc cản nó dễ lắm. 795 triệu. Còn chiếc xe Fortuner này là chiếc Fortuner 2017 phiên bản V, một cầu một chỗ từ đầu luôn. Màu trắng ngọc trai, đã lăn bánh được 63.000, mới thay 4 cái vỏ mới. Mới thay vào 2022 luôn anh chị. Vỏ mới tem mạc còn nguyên zin đó nè. Xe này thì cũng khuyến khích anh chị kiểm tra chính hãng hoặc là nhờ thầy thợ đến coi. Tất cả các xe của học là nhờ thầy thợ cam kết với anh chị mà. Nên là mình cũng hàng thật là mình, vàng thật là mình không có sợ lửa cô chú anh chị. Nên là anh chị cứ nhờ thầy thợ đồ chuyên gia đồ đó đến coi thoải mái. Hoặc là anh chị không có người quen á, anh chị cứ mang xe đến chính hãng coi là chắc cú nhất đó, bỏ tiền luôn đó. Xe này học bán 785 triệu thôi nha anh chị. Thời điểm này Fortuner cũng dễ tiếp cận, anh chị nhìn cái xe form mới về ngày xưa mua 1 tỷ 3 mấy, gần 1 tỷ 4, giờ còn có 785 triệu. Còn ở đây là Camry 2.5Q, được sản xuất vào 2019 anh chị. Đã lăn bánh được 48.000, biển Bình Phước. Xe này là đen đen, nội thất đen, ngoại thất đen anh chị. 2.5Q cao cấp nhập Thái. Xe này chạy được 48.000. Bán là 990. Còn xe này là chiếc xe cũng là dạng xe cọp 2018 Accent bản 1.4 AT. Xe này thì chạy được mới có 30.000
bốn cái vỏ còn nguyên, bốn cái mâm chưa sơn, vỏ xe cua chưa chạm, mà cái động cơ đó anh chị nhìn mới không anh chị, mới kinh khủng. Chiếc xe này học bán 420 triệu thôi nha anh chị. Đó, anh Nam đang cà số, chuyên viên đăng ký cà số cho bên ô tô Sài Gòn không, chim cà lắc sệt rồi, mấy xe khó rồi, Senona rồi anh coi. Mấy xe này tem mạc đây còn nguyên zin, cái tem này đó, tem mạc anh chị nè, tem mạc hết. Anh Nam quay mặt cho bà con coi anh. Dạ rồi, quên đó, ở đây còn chiếc xe i10 nè. Xe này 2020 anh chị, mẫu sedan Ren cao cấp nhất là sedan nha. Số tự động, động cơ 1.2 biển tỉnh anh chị. Chạy được 34.000, học bán là 375 triệu. Anh chị đến xem xe có thương lượng nha. Xe này ế, xe này học bán cũng bình thường mà sao không biết ế quá. Cũng nằm 3 tuần, xe cũng học bình thường về là bán liền nằm chiếc lâu tuần. Còn chiếc này nằm 3 tuần, 3-4 tuần luôn anh chị, 4 tuần rồi. Rồi. Cô chú anh chị ơi, học xin nhắc lại Santa Fe nha anh chị, bản full xăng chỉ có 970 triệu. Học xin kết thúc video tại đây. Anh chị nào đang có nhu cầu bán xe hoặc là đổi xe, định giá xe cho mình là mình mua xe của người thân hoặc là mình bán xe của người thân trong gia đình đó, mà anh chị không biết mua giá làm sao cho nó hợp lý nhất, thì anh chị liên hệ với học, gửi học hình đầu xe, vài tấm ảnh xe, đăng kiểm km, học sẽ định giá cho cô chú anh chị nha. Rồi, học sinh kính chúc cho cô chú anh chị có một buổi tối thật là an lành, sum vầy bên gia đình mình. Học sinh chào và xin hẹn gặp lại.